Rồi, hello anh em đã quay lại với kênh. Hiện tại mình chưa xác định được vị trí. Nay qua nhà anh Hiền chơi tàu nữa. Nói chung là đi đủ chỗ hết trơn luôn. Một chút nữa nam tàu ra là dứt liền. Ê, có người ra. Đây, nhân vật này không bao giờ xa lạ nha. À, béo phì. À, nguyên chiếc tàu ra luôn kìa. Đâu có chỗ gắn Google luôn hả? Hả? Có chỗ gắn cam luôn. Anh Hiền quay cam mới chạy mà. Ghê vậy. 2D đó hả? Ừ. Ui. Đâu có, anh mới chìm xăng rồi. Chân lần mua lần nào chanh gì đó. Thằng biết không? Sách show. Đây nó tiêu quá. Máy nặng hơi vậy. Ghê chưa? Lát vơ gì vậy? Chi dịch vơ gì vậy? À, không. Ghê chưa? Ghê ghê. Còn gì nữa không? Ghi pin vô nữa hả? Máy hơi mạnh dưới ta. Máy dinh luôn không? Không. Rồi lắm rồi đó. Keo đàng hoàng luôn. Mà mất cái cuộn keo rồi. Cái từ cũ nhé. Keo chuyên dụng luôn á. Nhìn là biết rồi. Cái lá sai quờ chứ anh nhìn. Nó hơi lỏng cái mặt đạn này nè. Nó hơi lỏng cái đó. Đúng không? Ừ. Nửa đóng rồi. Chạy thời gian. Bật khao á. Đó. Lên. Rồi dứt đi. Nghe chưa? Thôi anh gấp. Đây chút đây. Lên. Cái này 6 triệu không anh? 6 triệu không? Rồi, nguyên cái bọc luôn. Ngồi vô một lên, lên cái ghe kéo vô nè. Kéo vô nè. Cái ghe luôn á. Cây quá dài rồi. Ủa có trên tay được khiến có tắt máy được hả?
À. Quang quang. Quá dữ. Ê, đang chạy nẹt nghe trước không? Đó giờ có thấy mấy này chạy đâu. Không anh này chạy dữ anh đó, anh này chạy qua bên bờ mà. Chính là lên bờ chắc là anh tới ruộng à. Đâu có nó vô mũi mà. Làm vậy không chơi. Gần nhiên. Được rồi, được rồi, được rồi. Xong hôi gác nguy hiểm. Vô nước luôn hả? Rồi chạy lại kìa. Quá chạy. Ôi ông này phải ăn bọc quá. Thôi. Lúc có ngoài luôn. Rồi thấy đồng ba luôn. Dạ. Xúc cái chân vịt. Cái gì? Nó xúc cái gì nè? Cái cỏ. Ờ, cái có cái vịt giác không? Có, cái giác này nặng rồi đó. Cái này mới ghê. Mất tiêu luôn rồi. Quá ơi. Ồ. Nước quá bay rồi. Quá dữ. Rồi vô tiếp nhiên liệu. Nóng. Chạy đâu rồi, chạy đâu rồi. Nóng. Xe tới kìa. Mày cái đầm sướng. Sao lỏng bạc rồi.